Hello cả nhà, hôm nay mình sẽ nhờ cả nhà nấu món bún bò Huế ha. Đây là nguyên liệu chính dành cho 4 người ăn ha. Bắt đầu mình sơ chế ha. Xương heo thì mình sẽ rửa sạch đi, bỏ muối và mình rửa sơ chế cho nó sạch đi. Sau đó mình bỏ vào nồi nấu cho nó ngọt nước nha các bạn. Trước khi nấu các bạn nhớ trụng nước sôi qua một lần nha. Rau thì bên mình thường có là húng lủi, quế, ngò tàu, một số rau thơm cho nó ngon bún bò đó các bạn. Thì thường bún bò ngon nhất là cũng rau phải ngon, thì nhìn vào cái tô bún bò nó hấp dẫn mà, nên các bạn rau cũng rất là quan trọng nha. Tiếp theo là gân bò, thì gân bò mình cũng đã trụng sơ qua nước sôi một lần rồi nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ bỏ vào nấu cho nó nhừ ha. Thì muốn cho nó mau nhừ thì có hai cách. Một là các bạn có nồi áp suất thì mình nấu rất là nhanh luôn, còn nhà mình không có áp suất thì mình sẽ nấu bình thường cũng nhanh thôi. Mình bỏ thơm vào rồi mình hầm ha. Muốn cho cái gân nó trắng thì mình cho bún giấm vào nấu khoảng cỡ 30 phút, sau đó các bạn tắt đi, sau đó bạn cho thêm một miếng nước lạnh vào, xong các bạn bật lửa lên lại, rồi nấu thêm một chút nữa, khoảng cỡ 15 phút nữa thì nó đã mềm luôn các bạn. Cái này là cách nấu của mình, còn mỗi bạn sẽ có cách nấu khác nhau. Mình thì không muốn có mềm lắm, là mình muốn nó cũng hơi giòn giòn một chút á. Rồi cái này là mình trụng với nước sôi nè, để tí nữa mình bỏ vào mình nấu bún bò đó các bạn. Nồi mình nó hơi nhỏ, lúc mình lấy cái nồi nó hơi nhỏ nên lúc mà trụng cũng hơi nhồi nhét. Xong mình trụng sơ qua ha, rồi để nó sôi lên, sau đó mình sẽ gấp ra và rửa nước lạnh đi nha các bạn. Nhớ rửa nước lạnh qua đi nha các bạn, mình không có vớt bọn luôn, mình vớt ra luôn, sau đó mình đi rửa nước lạnh luôn, thì sau đó thì mình mới bỏ vào trong nồi nước. Rồi bắt đầu thì mình sẽ chuẩn bị một cái nồi nha, mình nấu nồi nấu nước dùng. Thì mình nhà mình 4 người ăn á, thì cái mình nấu khoảng cỡ 2 lít nước nha. Đó. Sau đó thì mình sẽ bỏ mắm rút Huế vào, và mình cho là 2 muỗng canh mắm rút Huế. Thì mắm rút Huế các bạn nhớ là nên bỏ lúc nước lạnh nha, không được bỏ nước nóng nha. Tại vì cái này theo như mình học trên mạng và cũng mẹ mình nấu á, thì bỏ nước lạnh thì nó đỡ hôi, còn các bạn bỏ mà lúc nước nóng á thì nó sẽ hôi, nó nặng mùi lắm, nặng mùi mắm rút lắm đó, nặng khuấy lên. Rồi sau đó bạn cho hết cái xương heo vào, cái bò vào ha. Khoảng cỡ 30 phút đó, thì nó mềm rồi các bạn, nó mềm rồi. Mình cũng nên cho một miếng thơm vào để cho, tại vì cái miếng gân bò này nè, miếng bò này nó cũng có gân á, để cho nó mềm đó các bạn. Đấy, coi xả cay vào đấy nha. Đó, sau khi sôi khoảng 30 phút, mình để sôi khoảng 30 phút đó các bạn. Sau khi sôi khoảng 30 phút, bắt đầu mình sẽ bỏ bắp hoa vào. Và mình vớt luôn cái gân bên hồi nãy mình đã nhừ á, bỏ qua bên này luôn ha. Tại vì bắp hoa mình cho sau, vì bắp hoa mình để mà ninh chung với xương á thì nó sẽ khô, khi mình vớt mình ăn nó sẽ bị khô và rất là dai, nên là bắp hoa này mình bỏ vào khoảng cỡ 15 phút thôi là mình đã vớt ra luôn rồi, mình không để lâu nha. Mình vớt ra, với lại cái trong cái giò heo đó, cái nào mà có nạc á các bạn cũng nên vớt ra luôn, tại vì để lâu nó sẽ bị khô á, mình ăn nha. Rồi các bạn bỏ gia vị bún bò vào, cái gia vị bún bò này mình mua sẵn ngoài chợ đó các bạn, ra nó bán cho hộp gia vị bún bò nào các người ta biết hả, ở đâu cũng bán siêu thị hay là ngoài chợ.
một muỗng đường, một muỗng canh đường, một nửa muỗng canh muối thôi, rồi hai muỗng nước mắm. Là sau đó các bạn nêm nêm lại ha. Mình nghĩ tùy theo đồ ăn của gia đình đó mà mình có thể gia giảm nha. Rồi bắt đầu bây giờ mình đi làm sa tế và nước màu để bỏ vào nồi nước dùng cho nó đẹp nha các bạn. Thì các bạn cho sả, hành tím và tỏi xay mình bỏ vào ha. Xong mình khử lên. Tùy các bạn muốn ăn nhiều sả hay sao, các bạn bỏ mình thì mình bỏ khoảng 3 đến 4 muỗng sả, muỗng cà phê á. Rồi mình đảo lên nha, mình đảo khi cho nó thơm lên. Khi nó thơm lên sau đó thì mình mới bỏ cái màu điều vào. Các bạn điểm đó, cái này là đã thơm rồi các bạn. Sau đó thì các bạn, nếu mà có khô quá thì các bạn nên cho miếng dầu vào nha. Miếng dầu vào không sao các bạn, tại vì mình phải nó xả với nó rút lắm, nó hút nhiều dầu lắm. Mình cứ cho thêm dầu vào, sau đó mình sẽ cho khoảng 3 muỗng màu điều, 3 muỗng nha. Rồi mình đảo lên. Mình thấy nó hơi khô á, chắc mình cũng cho thêm tí dầu nữa chứ khô quá. Sau đó mình sẽ vớt một ít mình bỏ vào nồi nha, cho nó màu nó đẹp á. Còn một ít còn lại thì mình sẽ làm sa tế. Bỏ thẳng, mình bỏ trực tiếp vào trong nồi luôn nha các bạn. Các bạn để lửa nhỏ thôi nha, đừng để lửa lớn nha, lửa thì nhỏ thôi. Rồi mình cho sa tế vào, mình bỏ ớt xay vào đó, ớt mình đem mình xay ra rồi mình bỏ vào. Đau bụng quá. Các bạn làm theo công thức mình làm thì mình thấy nó vừa ăn luôn các bạn, rất là ngon luôn á. Đó, đổ rau, bún,
ớt, hiểm, sa tế, chanh. Ngon nhớ các bạn. Lem lem. Đây, đây là thành quả của mình nha. Wow, ngon chưa các bạn? Chủng nhà làm luôn đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của May nha. Chúc các bạn cũng thành công nha. Cảm ơn các bạn nhiều.